với mong muốn đem đến cho chị em phụ nữ một làn da hoàn hảo, đánh tan những nỗi u sầu vì thâm nám tàn nhang, vốn được xem là kẻ thù của sắc đẹp và tuổi tác. Tập đoàn Y Mỹ Hồng Kông và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Minh Châu đã tổ chức lễ ký kết phân phối độc quyền dòng sản phẩm trị nám cao cấp tại thị trường Việt Nam. Được biết đến với dòng sản phẩm đặc trị nám Đông Y Princess, Tập đoàn Y Mỹ Hồng Kông đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo, giúp nâng cao hiệu quả làm đẹp cho làn da. Tập đoàn Y Mỹ vừa chiết xuất thành công công nghệ điều trị nám đỉnh cao, mục Liên Hoa và Đế Vương. Thẩm mỹ viện Thảo Di là đơn vị phân phối độc quyền dòng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Trong buổi lễ, thẩm mỹ viện Thảo Di đã ký kết với các đại lý và tiếp nhận đơn đặt hàng đến từ khắp cả nước. Cái dòng sản phẩm mới mộc Liên Hoa, hiện thời tôi sẽ thay thế một cái dòng cũ, đó là dòng Tiên Ngọc Nhan, thì thay thế hoàn toàn 100%. Thì cái dòng trước giờ mình cũng đã từng xài Tiên Ngọc Nhan rồi, thì cái hiệu quả của nó rất là tối ưu và là rất là đem đến hiệu quả cho cái người khách hàng. Nhưng mà thị trường hiện tại thì bây giờ là cạnh tranh rất là nhiều, nên là tôi cũng ra một cái dòng mới để có cái mẫu mã đẹp hơn và cũng là tới với khách hàng gần gũi hơn, và cái giá thành nó sẽ phù hợp hơn. Phát huy từ công nghệ đặc trị nám Đông Y Princess, sản phẩm mới của Y Mỹ Hồng Kông giúp cải thiện các căn bệnh về da như nám, thâm, chàm, bớt, cải thiện các tình trạng da hư, sần, mang đến làn da khỏe, tươi sáng và rạng rỡ cho phụ nữ. Hai dòng sản phẩm Mộc Liên Hoa Đế Vương sẽ được phân phối đến tay người tiêu dùng trong thời gian tới.